Nga bắt nạt vụ pháp, tạo địa chấn khắp Paris, FSB ra tuyên bố chính thức. Nhận tin sốc, Ukraine huy động 14 lữ đoàn để phản công. Mỹ lần đầu tiên tiết lộ tình trạng thực sự của ông Zelensky. Bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine tuyên bố từng cài gián điệp thiêu rụi chiến hạm Nga Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga bắt đặc vụ Pháp, tạo địa chấn khắp Paris, FSB ra tuyên bố chính thức, ông Macron im mắng bất thường. Theo hãng tin Reuters, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB ngày 4 tháng 7 ra tuyên bố cho biết, nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Vinatier đã nhận tội trong quá trình thẩm vấn về hành vi thu thập bất hợp pháp thông tin quân sự nhạy cảm của Nga. Theo FSB, đây là những thông tin có thể được các phía thù địch sử dụng để chống lại an ninh quốc gia Nga nếu bị lộ ra ngoài. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6, ông Laurent Vinatier, 48 tuổi, một chuyên gia về các nước liên xô cũ, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Nga, đã bị FSB bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật về đặc vụ nước ngoài trên lãnh thổ Nga và thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Nga. Tuần báo Le Journal du Diman, JDD của Pháp cho biết, các nhân viên của FSB sọc vào quán cà phê ở Moscow một cách rất bất ngờ, khiến Vinatier kinh ngạc tới mức không hề phản kháng. Cũng theo tuần báo này, vụ bắt giữ chớp nhoáng của Nga đã tạo ra hiệu ứng giống như một cơn địa chấn đối với nước Pháp, khiến nỗi sợ hãi bao trùm người Pháp, nhất là những người chưa rời khỏi Moscow. Hiện tại, Vinatier đang trong quá trình tạm giữ trước khi xét xử và có nguy cơ phải đối mặt với mức tiền phạt 300.000 rút và án tù 5 năm nếu bị kết án. Công dân Pháp đã hoàn toàn thừa nhận tội lỗi của mình, tuyên bố của FSB nêu rõ. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, trong thời gian ở Moscow, Vinatier đã thiết lập nhiều mối liên hệ với đại diện của cộng đồng chuyên gia và khoa học, trong đó có các nhà khoa học chính trị, xã hội, kinh tế, chuyên gia quân sự và quan chức chính phủ. Trong quá trình liên lạc với những nhóm đối tượng được nêu trên, công dân Pháp Vinatier đã thu thập thông tin có tính chất quân sự và kỹ thuật quân sự, có thể được các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng để gây phương hại đến an ninh của Nga, tuyên bố của FSB nêu rõ các nhà điều tra nga cho biết vinatier đã không tuân thủ luật đặc vụ nước ngoài của nga trong nhiều năm và họ hiện đã có trong tay các bản ghi âm một số cuộc gặp giữa vinatier với các nhân vật khác ủy ban điều tra nga cho biết họ đã thẩm vấn ít nhất bảy người mà ông vinatier đã tổ chức các cuộc gặp để thu thập thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và hoạt động quốc phòng bên cạnh đó các nhà chức trách nga đã yêu cầu giám định ngôn ngữ đối với bản ghi âm các cuộc gặp và thiết bị điện tử tịch thu được từ vinatier cũng trong ngày 4 tháng 7, tòa án quận Zamorovskiy cho biết họ đã tiến hành tịch thu tài sản của Vinatier theo khoảng 3 điều 330.1 bộ luật hình sự Liên bang Nga. Ông Macron sẽ làm gì tiếp theo? Theo Reuters, việc FSB bắt giữ ông Vinatier được xem là tín hiệu gửi tới tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã nhiều lần kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine khi lực lượng Nga tiến công. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp phủ nhận việc Vinatier làm việc cho chính quyền Paris, đồng thời cho biết nhân vật này làm việc cho một nhóm hòa giải xung đột HD có trụ sở tại Thụy Sĩ. Ông Macron mô tả vụ bắt giữ là một phần trong chiến dịch bóp méo thông tin của Moscow và kêu gọi Nga trả tự do cho Vinatier. Bình luận về tuyên bố của FSB, tờ Le Parisien Pháp cho hay tới nay, cáo buộc duy nhất mà phía Nga đưa ra để chống lại Vinatier là không tuân thủ luật đặc vụ nước ngoài và cố tình thu thập thông tin về hoạt động quân sự cũng như kỹ thuật quân sự của Nga. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới cáo buộc này được thay đổi thành cáo buộc gián điệp, thì Vinatier sẽ có nguy cơ phải đối mặt với mức án khắc nghiệt hơn nhiều, lên tới 20 năm tù. Theo Le Parisien, mức hình phạt dành cho tội gián điệp và phản quốc ở Nga đã tăng lên gấp bội trong những năm gần đây, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Hiện đang có nhiều câu hỏi về phản ứng của ông Macron sau tuyên bố của FSB. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, ông Macron giờ đây đang bị cuốn vào một tình huống có sức nặng hơn cả tín hiệu cảnh báo của Moscow. Tờ Politico ngày 4 tháng 7 cho biết, lần cuối cùng ông Macron xuất hiện trước công chúng Pháp là vào Chủ nhật tuần trước, 30 tháng 6, khi tới điểm bỏ phiếu trong khuôn khổ vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp ở thị trấn ven biển Le Touquet. Người ta chỉ nhìn thấy ông Macron và vợ đi dạo trên những con phố ở Le Touquet vài giờ trước khi chiến thắng của đảng tập hợp quốc gia RN được công bố, đánh dấu nguy cơ thất bại nghiêm trọng của nhà lãnh đạo Pháp. Ngay trong ngày 30 tháng 6, hai vị xuất hiện trên truyền hình để an ủi đồng minh sau thất bại đáng kinh ngạc trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội, Điện Elise chỉ phát đi thông báo ngắn gọn từ Tổng thống kêu gọi đoàn kết. Đây là lần đầu tiên Liên minh trung tâm của Macron vốn đã rối ren sau thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm 9 tháng 6, phải chiến đấu một cách tuyệt vọng mà không có sự hỗ trợ từ lãnh đạo của họ. Kể từ hôm đó tới nay, ông Macron cũng không xuất hiện trước công chúng Pháp, ngoài trừ những sứ mệnh quốc tế đã được lên kế hoạch. Theo Politico dự đoán, có lẽ phải tới ngày 7 tháng 7 tới, vòng 2 bầu cử quốc hội Pháp, ông Macron mới xuất hiện trở lại trước công chúng. Lúc này, nếu chiến thắng của đảng Renner được ấn định, Tổng thống Pháp sẽ phải tiến hành quá trình chọn thủ tướng mới. Trong bối cảnh đó, khó có thể kỳ vọng phản ứng tức thời của ông Macron trước tuyên bố của cơ quan an ninh Liên bang Nga về vụ án của Viatine, Dù trước đó nhà lãnh đạo Pháp phản ứng gay gắt. Mỹ lần đầu tiên tiết lộ tình trạng thực sự của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công của Nga, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên YouTube Tuần trước, khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề. Ông ấy sợ hãi. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson nói. Nhà phân tích kể lại rằng cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Không, mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều, Chuyên gia Larry Johnson lưu ý, ông Johnson nói thêm rằng cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận, đây là một lý do khác khiến bạn thấy Zelensky như thế này. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng, lực lượng vũ trang ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của nga trong khi kiev phải từ bỏ ý định gia nhập nato tổng thống lưu ý ngay sau khi ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập nato phía nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ông putin nói thêm rằng để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình nga cần có một quy chế trung lập không liên kết và không có hạt nhân cho ukraine Tổng thống Nga Putin nói Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 7 cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, bất chấp thực tế rằng cuộc khủng hoảng là do hành động của Mỹ gây ra. Moscow từng nhiều lần tuyên bố quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine được thúc đẩy bởi tham vọng trở thành thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Kiev, cũng như cuộc xung đột đang diễn ra nhằm vào người dân Donbass, những người đã tuyên bố ly khai sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở thủ đô Astana của Kazakhstan hôm 4 tháng 7, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow đã nhiều lần đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã bị Kiev và những người ủng hộ nước này vớt lờ hoặc bác bỏ. Tổng thống Putin nói, Nga luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ một giải pháp chính trị ngoại giao hòa bình cho tình hình Ukraine, một cuộc khủng hoảng nảy sinh do chính sách của Mỹ và các nước đồng minh. Ông lưu ý rằng Nga đã trình bày kế hoạch mới nhất của mình vào tháng trước. Kế hoạch này có thể chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cứu sống vô số người dân và hai bên có thể bắt đầu đàm phán nếu Kiev và những người ủng hộ phương Tây chấp nhận. Tổng thống Putin đề cập đến lời hứa trước đó của ông rằng sẽ ra lệnh ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền, cam kết không tìm cách trở thành thành viên NATO và hoàn tất quá trình phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Đề xuất này đã bị cả Kiev và những nước đồng minh từ chối, tuy nhiên tổng thống Putin cho biết lời đề nghị của ông vẫn sẽ có hiệu lực trong khi Điện Kremlin khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine suy nghĩ về điều đó. Đơn giản là chúng ta không thể tuyên bố ngừng bắn, ông Putin nói chúng ta không thể cho phép đối thủ lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí, tự vũ trang, bổ sung quân đội. Trước đó, Tổng thống Putin chỉ ra rằng việc Ukraine không chấp nhận các đề xuất của Nga đã dẫn đến việc nước này mất chủ quyền đối với các khu vực Kherson và Zaporizhia ngay từ đầu cuộc xung đột. Tổng thống Nga trước đó cũng lưu ý rằng Moscow đã chuẩn bị rút quân khỏi các vùng lãnh thổ này nếu được hứa duy trì tuyến đường trên đất liền không gián đoạn tới bán đảo Rim. Tuy nhiên, đến nay là đề nghị này đã không còn được bàn đến vì hai khu vực này đã chính thức trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, dù Ukraine không công nhận. Nhận tin sốc, Ukraine huy động 14 lữ đoàn để phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công Nga năm 2024. Theo giới truyền thông Nga, chính quyền Kiev đang không đánh giá được đầy đủ thực tế ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông bắc Ukraine, đặc biệt là khu vực Kharkov, nên đã có những tuyên bố hết sức khôi hài. Theo đó, trong khi lực lượng vũ trang Nga đang đè bẹp quân đội Ukraine dọc toàn bộ vật trận dài hơn 900 km, thì Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn đang nói về một cuộc phản công trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ Bloomberg, người đứng đầu chính quyền Kiev tuyên bố rằng 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã được thành lập và sẵn sàng cho một cuộc phản công. Nhưng hiện tại, việc thiếu vũ khí đang ngăn cản hành động quy mô lớn diễn ra. Tổng thống Zelensky một lần nữa cáo buộc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị và đạn dược, trong khi vài chục nghìn binh sĩ nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc quyết chiến với Nga. Theo biên chế, mỗi lữ đoàn sẽ có quân số từ 3.500 đến 4.000 người, nên 14 lữ đoàn sẽ có tổng quân số lên tới 50.000 người. Chúng tôi có 14 lữ đoàn thiếu biên chế, không có vũ khí thích hợp. Vấn đề cung cấp đã được thảo luận và chấp thuận, các chuyến hàng sẽ đến nhưng thật không may, chúng đến chậm, ông Zelensky nói. Điều này được cho là tương tự như tình trạng của quân đội Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 chiến dịch lẽ ra phải diễn ra vào mùa xuân khi quân Nga chưa kịp củng cố thế trận phòng thủ vững chắc ở Zaporozhye. Chúng ta hãy lưu ý rằng trong cuộc phản công năm ngoái của lực lượng vũ trang Ukraine, có từ 15 đến 19 lữ đoàn tham gia, cũng như nhiều lực lượng dự bị từ lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Các đơn vị được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất của phương Tây, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 của Đức và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất rất lớn và chỉ giành được một mảnh đất rất nhỏ ở khu vực Rabotino, vùng Okyu và ngôi làng này hiện nay đã trở lại quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Đáng chú ý là trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, ông Zelensky không chỉ tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc phản công mà còn thông báo về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, điều mà chỉ trong một tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã vài lần nhắc đến. Tổng thống Ukraine lưu ý rằng đại diện của Moscow nên được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine lần thứ hai, nhưng ông nghi ngờ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp tham dự sự kiện này. Nguy cơ cuộc chiến với phương Tây hậu xung đột Ukraine Theo phóng viên chiến trường Andrei Rudenko, sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga có thể sẽ phải tiến hành một cuộc chiến với phương Tây. Phóng viên chiến trường VRTRK Presodikaya Gosoza Televisandia Radio Vestratenia Compania, tức Công ty Phát thanh và Truyền hình Trung ương Toàn Nga, Andriy Shudenko cho rằng, xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc trong tình trạng đóng băng, nhưng Nga nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tiếp theo với phương Tây. Theo ông, cuộc xung đột với phương Tây ở Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng Moscow sẽ cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, được dự báo là sẽ gây gò hơn và khốc liệt hơn nhiều rudenko tin tưởng vào mưu đồ của phương tây vốn đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo sau khi họ nhận ra rằng cuộc chiến ở ukraine sẽ không thể đánh bại được nga thậm chí là làm nga bị suy yếu theo ông phương tây sẽ đóng băng cuộc xung đột hiện tại điều này sẽ sớm xảy ra nhưng không nhằm ngoài mục đích chấm dứt hoàn toàn xung đột với nga mà là hướng tới một cuộc chiến trong tương lai cuộc chiến mà họ sẽ chuẩn bị nghiêm túc hơn nhiều so với cuộc chiến ngày nay hơn nữa trong một trận chiến trong tương lai số lượng binh lính sẽ không còn được coi là một lợi thế mà chiến thắng sẽ được quyết định bởi công nghệ những kinh nghiệm mà nga thu lượm được trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy công nghệ có vai trò rất quan trọng ví dụ như tình trạng cái gì cũng có của internet khả năng nhìn và nhắm mục tiêu tên lửa bằng vệ tinh trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu bằng uav mọi thứ cho thấy rằng trong tương lai các quân đội có thể sẽ tiến hành một trận chiến hiệu quả ngay cả với lực lượng nhỏ hơn vì vậy bất cứ quốc gia nào ngày nay cũng cần phát triển công nghệ và ứng dụng chúng vào quân đội càng nhiều càng tốt nếu không ngày mai sẽ là quá muộn Ông tin rằng việc phát triển công nghệ là điều quan trọng đối với Liên bang Nga hiện nay và những gì Moskva đã học hỏi và rút ra được kinh nghiệm sau khi cuộc chiến bắt đầu là những trải nghiệm hết sức quý giá. Ví dụ như trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, chính Ukraine mới là bên sử dụng nhiều máy bay không người lái hơn và thành công hơn Nga trong việc sử dụng UAV. Nhưng ngay sau đó, Moscow đã nhận ra vai trò to lớn của chúng và hiện nay đang nắm ưu thế trên chiến trường nhờ UAV. Một ví dụ nữa là Nga đã sử dụng rất thành công các hệ thống tác chiến điện tử trên chiến trường, vô hiệu hóa các vũ khí tấn công chính xác hoặc các hệ thống phòng không tối tân mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho quân đội Ukraine, giảm thiểu thiệt hại cho người dân ở hậu phương và lực lượng vũ trang Nga trên tiền tuyến. Mỹ lần đầu tiên tiết lộ tình trạng thực sự của ông Zelensky Tổng thống Ukraine Zelensky rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công của Nga, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên YouTube. Tuần trước khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề. Ông ấy sợ hãi Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương, cụ nhà phân tích CIA Larry Johnson nói. Nhà phân tích kể lại rằng cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Không, mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều, chuyên gia Larry Johnson lưu ý. Ông Johnson nói thêm rằng cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận đây là một lý do khác khiến bạn thấy Zelensky như thế này. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống lưu ý ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 7 cho biết, Nga sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, bất chấp thực tế rằng cuộc khủng hoảng là do hành động của Mỹ gây ra. Moscow từng nhiều lần tuyên bố quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine được thúc đẩy bởi tham vọng trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Kiev, cũng như cuộc xung đột đang diễn ra nhằm vào người dân Donbass, những người đã tuyên bố ly khai sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở thủ đô Astana của Kazakhstan hôm 4 tháng 7, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow đã nhiều lần đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã bị Kyiv và những người ủng hộ nước này vớt lờn hoặc bác bỏ. Tổng thống Putin nói: Nga luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ một giải pháp chính trị, ngoại giao, hòa bình cho tình hình ở Ukraine, một cuộc khủng hoảng nảy sinh do chính sách của Mỹ và các nước đồng minh. Ông lưu ý rằng Nga đã trình bày kế hoạch mới nhất của mình vào tháng trước. Kế hoạch này có thể chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cứu sống vô số người dân và hai bên có thể bắt đầu đàm phán nếu Kyiv và những người ủng hộ phương tây chấp nhận. Tổng thống Putin đề cập đến lời hứa trước đó của ông rằng sẽ ra lệnh ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền, cam kết không tìm cách trở thành thành viên NATO và hoàn tất quá trình phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Đề xuất này đã bị cả Kiev và những nước đồng minh từ chối. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết lời đề nghị của ông vẫn sẽ có hiệu lực, trong khi Điện Kremlin khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine suy nghĩ về điều đó. Đơn giản là chúng ta không thể tuyên bố ngừng bắn. Ông Putin nói, chúng ta không thể cho phép đối thủ lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí, tự vũ trang, bổ sung quân đội. Trước đó, Tổng thống Putin chỉ ra rằng việc Ukraine không chấp nhận các đề xuất của Nga đã dẫn đến việc nước này mất chủ quyền đối với các khu vực Kherson và Zaporizhia ngay từ đầu cuộc xung đột. Tổng thống Nga trước đó cũng lưu ý rằng Moscow đã chuẩn bị rút quân khỏi các vùng lãnh thổ này nếu được hứa duy trì tiến đường trên đất liền không gián đoạn tới bán đảo Crimea. Tuy nhiên, đến nay là đề nghị này đã không còn được bàn đến vì hai khu vực này đã chính thức trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, dù Ukraine không công nhận. Nga thả nhầm bom lượn xuống lãnh thổ của mình. Ngày 1 tháng 7, báo Washington Post Mỹ dẫn một tài liệu nội bộ của Nga tiết lộ những quả bom lượn Nga từng sử dụng với hiệu quả cao ở Ukraine cũng đã rơi xuống lãnh thổ của Nga. Theo tài liệu này, ít nhất 38 quả bom lượn đã rơi xuống vùng Belgorod của Nga giáp biên giới với Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, nhưng hầu hết không phát nổ. Gần như có thể so sánh với loại bom dẫn đường truy đam tiên tiến của Mỹ, những quả bom lượn này là loại đạn dược cỡ lớn thời Liên Xô được trang bị thêm hệ thống dẫn đường. Các chuyên gia cho rằng thường bị hỏng, dẫn đến những tác động đối với lãnh thổ Nga, Washington Post giải thích. Phần lớn số bom này được phát hiện bởi nhân viên kiểm lâm, nông dân hoặc cư dân các ngôi làng xung quanh, trong hầu hết trường hợp, Bộ Quốc phòng Nga không biết chính xác bom được thả khi nào và điều này cho thấy một số quả bom có thể đã ở đó trong nhiều ngày. Theo tài liệu, ít nhất 4 quả bom đã rơi xuống thành phố Bengorod, một trung tâm của vùng Bengorod và có dân số khoảng 400.000 người. Thêm 7 quả khác được tìm thấy ở các vùng ngoại ô. Mặc dù những quả bom lượn thường không phát nổ, nhưng một quả bom rơi vào vùng Bengorod vào tháng 4 năm 2023 đã phát nổ khi rơi xuống một con phố thường đông đúc tạo ra một miệng hố gần 20 mét, làm vỡ cửa sổ và khiến ô tô bị hư hại. Tuy nhiên, vụ va chạm xảy ra vào ban đêm và không có báo cáo về thương vong. Một ngày sau, quả bom thứ hai chưa nổ được tìm thấy chôn sâu dưới đất. Thời điểm đó, quân đội Nga thừa nhận rằng việc vô tình thả đạn dược từ tiêm kích bom su của Nga là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tài liệu xác nhận đây là quả bom lượn FAB-500 có trọng lượng khoảng 500 kg. Tài liệu này ban đầu do lực lượng tình báo Ukraine chặn lại và sau đó chuyển cho Washington Post. Tài liệu chứa một bảng các sự cố, có trích dẫn các xác lệnh khẩn cấp về dọn dẹp bom và sơ tán. Tài liệu này dường như là sản phẩm của cơ quan khẩn cấp tại thành phố Belgorod. Theo Washington Post, chính phủ Nga chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về tài liệu trên. Các chuyên gia tin rằng những vụ việc trên là do đạn dược bị lỗi. Chuyên gia quân sự Ruslan Leviev tại nhóm tình báo xung đột nói, một tỷ lệ nhất định bom Nga bị lỗi. Nổ nhà máy sản xuất vũ khí viện trợ cho Ukraine Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy của nhà thầu General Dynamic cơ sở sản xuất vũ khí viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Hai người bị thương và một người mất tích sau vụ nổ tại nhà máy vũ khí General Dynamic ở Camden, Arkansas. Cơ sở này sản xuất đầu đạn Javelin và Hellfire cũng như đạn pháo. Đây là vũ khí của Mỹ viện trợ cho Ukraine trong thời gian qua, theo RT. Người phát ngôn General Dynamic Beckley Wallet nói với các phóng viên rằng vụ nổ xảy ra ngay sau 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 giờ địa phương. Ban đầu, ông Wallet mô tả vụ việc là một sự cố liên quan đến pháo, nhưng ngay sau đó đã thừa nhận rằng đó là một vụ nổ. Ông Wallet cho biết trong một tuyên bố, Tại thời điểm này, chúng tôi đang làm việc với lực lượng cứu hộ và có thể xác nhận vụ việc khiến ít nhất hai người bị thương và một người mất tích. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với chính quyền khi họ tiến hành điều tra. Ông Wallay không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về mức độ nghiêm trọng của những người bị thương và không cho biết liệu nhà máy có chịu thiệt hại nghiêm trọng nào hay không. Tuy nhiên, thẩm phán Floyd Nutt, quận Cajon, nói với tờ Arkansas Democrat và Gazette rằng vụ việc là nghiêm trọng và là vụ việc đầu tiên xảy ra tại nhà máy Camden. Nhà máy được General Dynamics mô tả là cơ sở sản xuất chất nổ trong tên lửa và các loại đạn khác. Theo trang web của công ty, cơ sở rộng 81.750 m2 sản xuất tên lửa Hydra, đầu đạn Hellfire và Javelin, đạn cối 120 mm và thuốc phóng cho đạn pháo 155 mm. Theo thông tin mới nhất do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã gửi hơn 10.000 bệ phóng tên lửa Javelin sử dụng một lần tới Ukraine cùng với hơn 3 triệu quả đạn pháo 155 mm và số lượng súng cối 120 mm không xác định. Đầu năm nay, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tăng sản lượng đạn pháo 155mm từ 28.000 quả trên tháng lên 70.000 quả trên tháng vào cuối năm 2024. Thiếu hụt lực lượng lao động ảnh hưởng đến ngành sản xuất vũ khí của Nga. Phó thủ tướng Nga Denis Manturov mới đây tuyên bố rằng 520.000 công nhân đã được bổ sung vào tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này kể từ đầu năm 2023, mặc dù ông thừa nhận rằng lĩnh vực này vẫn đang thiếu hụt 160.000 nhân viên. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Pavlozin, giảng viên tại trường luật và ngoại giao Fletcher, Đại học Tốt, chuyên gia về quan hệ quốc tế và là chuyên gia về lực lượng vũ trang Nga, những ước tính này không phản ứng đầy đủ tình hình phức tạp trong việc thay thế những nhân viên đã nghỉ hưu khi vẫn hy vọng duy trì quy mô lực lượng lao động, sự thâm hụt có thể nghiêm trọng hơn những gì ông Manturov thừa nhận. Tiến sĩ Luzhin cho rằng các vấn đề về lực lượng lao động, đặc biệt là trong sản xuất quốc phòng, đã hạn chế tốc độ sản xuất vũ khí và làm suy yếu khả năng duy trì cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Cụ thể, vào tháng 6 vừa qua, ông Manturov, phó thủ tướng Nga phụ trách lĩnh vực công nghiệp, tuyên bố rằng tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đã tuyển dụng 520.000 công nhân, kỹ sư và các nhân sự khác kể từ đầu năm 2023. Ông nói thêm rằng 850 công ty tư nhân đã trở thành một phần của quá trình phát triển và sản xuất công nghiệp của Nga. Nhưng ông Manturov thừa nhận rằng vẫn còn thiếu hụt 160.000 nhân viên trong lĩnh vực này. Vào tháng 6 năm 2022, Yuri Borisov, người tiền nhiệm của ông Manturov, ước tính tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành công nghiệp vũ khí của Nga là 400.000 người, bao gồm 120.000 kỹ sư. Những tuyên bố chính thức này nêu bật tình trạng thiếu hụt công nhân và vấn đề chuyên môn kỹ thuật vẫn đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất quốc phòng của Nga. Cuộc khủng hoảng lao động có thể trở nên trầm trọng hơn do những tổn thất trong cuộc chiến với Ukraine và có thể làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc tiến hành và cung cấp đủ nguồn lực cho cuộc xung đột kéo dài. Bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga Phương Tây cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều vũ khí quan trọng, nhưng các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Economic hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Vavilut, chỉ huy lực lượng mật đất Ukraine cho biết, Kiev lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương Tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington đánh giá, theo ISVK, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường, cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo Tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Ông Zelensky nói với Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Chỉ quy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố chiến lược Chasovia cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Năm ngoái, một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới kêu Biên Soạn cho thấy chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, năm ngoái tiết lộ những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm Ukraine cần. Một sĩ quan giấu tên thậm chí còn nói với Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo ISV, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới, thì Nga càng có nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai, ISVK nhận định. Ukraine thương vong lớn ở Kakip, Donetsk Theo bản cập nhật chiến sự ngày 3 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga, có thể thấy lực lượng Nga hoạt động tích cực nhất ở mặt trận các tỉnh Donetsk và Kakip, Đáng chú ý là một số nhóm tác chiến của Nga gây thương vong lớn ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn khu vực định cư Novi thuộc thành phố Chazovia, tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cạnh đó, lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu vực Vajokovka, Kalinina, Chazovia, Kontanstinovka, Karasnogorivka, Rygorodo và Veoligai tại tỉnh Donetsk và ngăn chặn bốn cuộc phản công của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất 450 lính cùng với nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các hệ thống pháo. Bộ này cũng cho biết nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine, trong đó có lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 ở gần các khu vực Sinkipka và Petropalovka ở tỉnh Kakov, Grigorovka, Toske và Liman ở tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn hai cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến phía Tây khiến Ukraine mất 540 lính, cùng nhiều trang thiết bị quân sự phương Tây như pháo phản lực Vampir của CHCZ, lựu pháo M777, ms b M119 của Mỹ cùng nhiều xe bọc thép cơ giới khác. Còn nhóm chiến đấu trung tâm Nga cải thiện vị trí chiến thuật, gây thương vong cho lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Kirovo, Yegenovka, Selidovo, Vosko, Vodichenka và Progress tại tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn năm cuộc phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 420 lính, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Ukraine, Nga đồn quân lên phía bắc Donetsk. Về phần mình, trong ngày 3 tháng 7, Ukraine không đề cập nhiều đến tình hình chiến sự. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công mạnh ở hướng Torez và Porov ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Urinform. Ngày 3 tháng 7, Hội đồng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, hiện do Nga kiểm soát đã thông báo trên kênh Telegram rằng Moscow đang chuyển lực lượng dự bị từ hướng Berdyan qua Mariupol đến phía bắc khu vực Donetsk, đặc biệt theo hướng Torres và Borov. Trong ngày 3 tháng 7, Ukraine cũng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga khiến nhiều dân thường thương vong. Đáng chú ý nhất là vụ Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 5 người chết và 53 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết, một trung tâm mua sắm, một trạm xăng, một cơ sở y tế và nhiều ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công này. Nga tiếp tục phá hủy chiến đấu cơ quý như vàng của Ukraine. RT dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tấn công ngày 3 tháng 7, quân đội Nga đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine tại căn cứ Doginsovo ở vùng Dnepropetrov. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander còn sân bay Doginsovo nằm cách thành phố Karivoroy chỉ khoảng 10 km về phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải đoạn video do máy bay không người lái ghi lại hoạt động của binh sĩ Ukraine tại căn cứ Doginsovo trước cuộc tấn công. Thời điểm đó có ít nhất 3 máy bay tại căn cứ. Theo quân đội Nga, tên lửa Iskander đã phá hủy máy bay, vũ khí và binh sĩ Ukraine đang hoạt động gần đó. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video tương tự cho thấy tên lửa Iskander tấn công hai sân bay của Ukraine ở vùng Potava. Đoạn đầu tiên cho thấy tên lửa Iskander mang theo đạn chùm làm hư hại bảy máy bay chiến đấu Su-27. Trong đợt tấn công tiếp theo, tên lửa Nga phá hủy một trực thăng tấn công MiG-24 của Ukraine và nhiều thiết bị quân sự khác. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu trữ để khiến việc đưa máy bay F-16 cất cánh trở nên khó khăn hơn và khi chúng đến Kiev. Justin Brown, thuộc Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, quân đội Ukraine vốn đang thiếu đạn dược phòng không, nhiều khả năng họ buộc phải di chuyển những chiếc máy bay chiến đấu quý giá này khỏi các căn cứ lớn. Bất kỳ hệ thống phòng không mặt đất nào cũng có thể bị bão hòa nếu người Nga bắn đủ số tên lửa vào mục tiêu, ông Brown nói. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ số F-16 được chuyển giao cho Kiev ngay khi chúng đến Ukraine. Ukraine bác tin nhà báo Mỹ sắp phỏng vấn Tổng thống Zelensky. Ông Serhiy Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ thông tin về cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ông Tucker Carlson nên xác minh nguồn tin của mình cẩn thận hơn. Tổng thống Ukraine có lịch trình hoàn toàn khác và cái tên Tucker Carlson không nằm trong đó, ông Nikiforov nói. Vào ngày 4 tháng 7, nhà báo Carson cho biết trên X rằng cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ sớm diễn ra. Thông báo của Carson về cuộc phỏng vấn ông Zelensky đã khiến những người hâm mộ lo ngại vì ông từng bị đưa vào danh sách kẻ thù của Ukraine bị coi là đồng minh của Nga. Trước đó, Carson từng phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn Carson. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quan điểm của Carson trái ngược với phần lớn của hãng tin phương Tây. Lập trường của ông khác với những người khác, không thân Nga, không thân Ukraine, dù thân Mỹ nhưng ít nhất nó đang tương phản với quan điểm của các hãng tin phương Tây truyền thống, ông Peskov nói. Ở thời điểm đó, một số người dùng mạng xã hội X ở Mỹ đã chỉ trích chuyến thăm Nga của nhà báo Tucker Carlson, thậm chí đề xuất cấm ông quay trở lại Mỹ. Ukraine tuyên bố từng cài gián điệp thiêu rụi chiến hạm Nga. Ukraine nhận trách nhiệm về vụ việc chiến hạm Nga Sebukov bị hỏa hoạn hồi tháng 4 gây ra hư hại nghiêm trọng. Các quan chức Ukraine hôm 3 tháng 7 cho biết, một gián điệp của Kiev đã phóng hỏa khiến một tàu chiến Nga bị hư hỏng nặng. Đài phát thanh Svoboda đưa tin, Tổng cục Tình báo Chính của Ukraine HUR cho biết trong một cuộc họp báo rằng một thủy thủ Nga với biệt hiệu Hoga đã phóng hỏa trên tàu tên lửa Sebukov vào tháng 4. HUR cho biết, con tàu đóng tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên biển Baltic bị hỏng nặng và cần được sửa chữa quy mô lớn sau vụ hỏa hoạn. Vào tháng 4, tình báo Ukraine thông báo rằng tàu Sebukov đã bị hư hại do hỏa hoạn mà không tuyên bố trách nhiệm rõ ràng. HUR cho biết hệ thống liên lạc và tự động hóa của tàu đã bị hư hỏng. Cơ quan này cũng chia sẻ một đoạn video ngắn về đám cháy bắt đầu bên trong cabin. Vào thời điểm đó, Nga không bình luận về thông tin của Ukraine cung cấp. Trong một tuyên bố cùng ngày vào 3 tháng 7, nhóm tự do của nước Nga của Ukraine, bao gồm những người Nga chiến đấu cho phía Kiev, nói rằng vụ hỏa hoạn do một trong những thành viên của họ gây ra. Theo HUR, gián điệp Hoga là một binh sĩ trong hạm đội Baltic của Nga và người này đã liên hệ với phía Ukraine trong năm 2023 và chấp nhận trở thành gián điệp cho Kiev. Hoga sau đó âm thầm gia nhập nhóm tự do của nước Nga, nhưng vẫn làm nhiệm vụ trên tàu Shepukhov để truyền tin tình báo cho HUR. Sau đó, Hoga thực hiện hành vi phá hoại chiến hạm trước khi trốn sang Ukraine cùng với các tài liệu bí mật, HUR cho biết. Tình báo Ukraine cho biết Shevukov là một trong những tàu tên lửa tiên tiến nhất của Nga. Theo KCHF, một trang theo dõi hải quân Nga, Shevukov có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ bằng tên lửa hành trình và trước đây đã phục vụ ở Biển Đen trước khi được chuyển đến vùng Baltic vào năm 2016. Nga dùng dập tấn công, chiếm được quận then chốt trong thành trì Chashevya. Ngày 3 tháng 7, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã chiếm được một quận quan trọng ở thị trấn Chashevya chiến lược gần Bakhmut, thuộc phía đông Ukraine, nơi Moscow đã tiến công trong nhiều tháng qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát quận Novi thuộc Chashevya, nhưng hiện chưa rõ liệu các lực lượng của Moscow đã vượt được một kênh đào chạy qua khu vực phía đông của thị trấn hay chưa. Việc giành được Chashevya sẽ dọn đường cho Nga tiến về phía các thành trì cuối cùng Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được blog quân sự DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine đưa tin. DeepState cho biết khu vực này đã bị sang phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút quân là một quyết định hợp lý dù khó khăn. Hiện chưa có phản ứng từ các quan chức ở Kiev. Ruben Sarukhinan, một binh lính thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine nhận định, chúng tôi đang hy vọng các đối tác Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí để các binh lính không phải hy sinh mạng sống của mình. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev tăng cường hệ thống phòng không và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng của Moscow đã nhắm vào Dnipro và khu vực xung quanh liên tục kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm rưỡi. Mới đây, phòng không Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV và 5 trong số 7 tên lửa của Nga nhằm vào khu vực. Nguy cơ Pháp rút khỏi Liên minh quân sự NATO mối lo về việc Pháp rút khỏi NATO đang gia tăng khi phe cực hữu dường như sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử. Đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN đã giành chiến thắng trước liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vòng 1. Cụ thể, đảng cực hữu RN của chính khách kỳ cựu Marine Le Pen đã về nhất với 33% số phiếu bầu. Trong khi đó, liên minh trung dung của Tổng thống Macron chỉ giành được vị trí thứ ba với 20% phiếu. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, mà trong đó RN được cho là sẽ giành tới 280 ghế trong Quốc hội Pháp. Hôm 4 tháng 7, tờ Eratif dẫn lời các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay, việc RN liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Macron, mà đặc biệt là viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến một số đồng minh hàng đầu của NATO lo ngại. Bởi ngay cả khi RN vấp phải sự phản đối, đảng này có thể vẫn tạo ra được ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội Pháp. Một nguồn tin của Rattle cho biết dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, Paris có thể lựa chọn rút lui mềm khỏi NATO bằng cách rời khỏi bộ chỉ huy quân sự của khối. Trước đó vào năm 1966, tổng thống Pháp khi đó là ông Charles de Gaulle đã rút Paris khỏi bộ chỉ huy quân sự của NATO, mặc dù Pháp là một trong 12 thành viên sáng lập liên minh quân sự. Quyết định này chỉ chính thức được thay đổi vào năm 2009. Chia sẻ với Erratic, chuyên gia quân sự Michael Douglas nhận định RN có thể thúc đẩy một lối thoát mềm và tinh tế, như Pháp chỉ gửi lực lượng quân sự có trình độ kém hơn với số lượng ít hơn để tham gia các nhiệm vụ chung của NATO. Tờ báo nhấn mạnh thêm, Pháp hiện vẫn đóng vai trò lớn trong NATO, nên mọi sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược dài hạn của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó, bà Le Pen đã nhiều lần chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron về cuộc xung đột Ukraine, Bà cũng cho rằng giới lãnh đạo Pháp có nguy cơ đẩy Pháp vào cuộc chiến với Nga. Đảng RN cũng đã thúc đẩy đối thoại với Nga về những lợi ích chung quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo hiện tại của RN là ông Jordan Badella đã thể hiện lập trường nhẹ nhàng hơn đối với NATO. Hồi tuần trước, ông Badella cho hay sẽ không có chuyện rời khỏi Bộ Chỉ huy quân sự NATO trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Nhân vật cử tri Mỹ tin rằng có thể đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống. Nhiều cử tri Mỹ tin rằng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama là nhân vật tiềm năng có thể đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Vào ngày 1 đến 2 tháng 7, Reuters Ipsos đã khảo sát 1.070 người Mỹ trưởng thành, trong đó có 892 cử tri đã đăng ký, 348 thành viên đảng Dân Chủ, 322 thành viên đảng Cộng Hòa và 303 cử tri độc lập. Kết quả khảo sát cho thấy, nếu cuộc bỏ phiếu được tiến hành ở thời điểm hiện tại, cả ông Biden và ông Trump đều sẽ giành được khoảng 40% số phiếu bầu. Tuy nhiên, khoảng 3 phần 5 cử tri, bao gồm gần 1 phần 3 thành viên đảng Dân Chủ, tin rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua và đảng của ông nên đề xuất một ứng cử viên mới, ngay cả ở giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử. Theo đó, hầu hết ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế ông Biden dường như không nhận được sự chấp thuận hoặc công nhận của công chúng để đánh bại ông Trump vào ngày bầu cử năm tháng 11. Trong các cuộc đối đầu giả định với ông Trump, Phó tổng thống Kamala Harris kém ứng cử viên Đảng Cộng hòa một điểm, trong khi những người khác như thống đốc California Gavin Newsom và thống đốc Michigan Gretchen Whitmer thậm chí còn tệ hơn. Khảo sát cho thấy người duy nhất có thể đánh bại ông Trump là bà Michelle Obama, vợ của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong cuộc đối đầu giả định giữa cựu đệ nhất phu nhân Michelle với cựu tổng thống Trump, khoảng 50% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Michelle so với 39% cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Cựu đệ nhất phu nhân dường như cũng có hình ảnh tốt hơn trước công chúng so với các ứng cử viên khác. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 42% cử tri có quan điểm ủng hộ ông Trump so với 38% có quan điểm ủng hộ ông Biden. Trong khi đó, bà Michelle có tỷ lệ ủng hộ là 55%, đánh bại tất cả các ứng cử viên tiềm năng khác trong Đảng Dân chủ. Cuộc khảo sát trên được thực hiện trong bối cảnh các cử tri Đảng Dân chủ ngày càng lo ngại về khả năng ứng cử viên Joe Biden tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt là sau cuộc tranh luận của ông chủ nhà trắng với ông Trump. Ông Biden bị cho là lép vế hơn so với đối thủ trong màn so kè đầu tiên này. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 7, tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Lời khẳng định được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong các cuộc thảo luận với nhân viên chiến dịch tranh cử cũng như các cuộc họp với các nhà lập pháp và thống đốc Đảng Dân chủ diễn ra cùng ngày, đáp trả những lời kêu gọi ông bỏ cuộc sau màn tranh luận trực tiếp chưa thực sự ấn tượng với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa vào tuần trước. Cụ thể, trong thư điện tử gửi đến các thành viên của chiến dịch tranh cử, tổng thống Biden khẳng định sẽ không từ bỏ. Nội dung thư có đoạn nêu rõ cam kết của ông Biden tham gia cuộc đua này đến cùng với niềm tin rằng Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết. Tương tự, trong cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến với 24 thống đốc là thành viên Đảng Dân chủ và thị trưởng Washington vào tối cùng ngày, ông Biden cũng cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ông Trump nói tổng thống Biden sẽ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đối thủ Joe Biden sẽ bỏ cuộc sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên. Ông ấy Joe Biden sẽ bỏ cuộc, ông ấy đang từ bỏ cuộc đua, Jay Libitz dẫn lời cựu tổng thống Donald Trump nói hôm 3 tháng 7. Ông Trump dự đoán phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thế chỗ cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Tôi đã loại ông ấy khỏi cuộc đua và điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện bà Kamala, ông Trump tuyên bố. Ông Trump nói rằng việc cạnh tranh với bà Harris, người mà ông đánh giá là thảm hại, sẽ dễ dàng hơn. Columbus hôm 3 tháng 7 đưa tin, hàng chục nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đang xem xét ký một lá thư yêu cầu Tổng thống Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của ông. Những lời kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng mạnh kể từ sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống do CNN tổ chức vào tuần trước. Trong đó, ông Biden bị đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump tổng thống biden với giọng khàn yếu ớt bị cho là có phần thể hiện run rẩy ngập ngừng và nhiều lần nói vấp tổng thống biden thừa nhận ông gần như ngủ quên trên sân khấu tranh luận tôi không sáng suốt lắm tôi quyết định đi công du khắp thế giới vài lần ngay trước cuộc tranh luận tôi đã không nghe lời trợ lý của mình sau đó tôi gần như ngủ quên trên bục ông biden nói trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định ông Biden không mắc chứng mất trí nhớ hay bất kỳ tình trạng suy giảm tâm lý nào khác và phần thể hiện mờ nhạt của ông là kết quả của sự mệt mỏi và bị cảm nặng. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bass đã bác bỏ một báo cáo trên New York Times rằng Tổng thống đang xem xét liệu có nên rút khỏi cuộc đua hay không, gọi tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật. Theo phóng viên Elena Stegner của Politico, ông Biden đã nói với các nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 3 tháng 7 rằng không ai có thể đẩy tôi ra ngoài, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Phó tổng thống Kamala Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ tổng thống Biden, chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi sẽ làm theo sự dẫn dắt của tổng thống, chúng tôi sẽ chiến thắng và giành chiến thắng. Tổng thống Joe Biden đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho người dân. Vào thời điểm này, tôi biết rằng tất cả chúng ta đều sẵn sàng đấu tranh cùng tổng thống. Bà Harris nói Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò, nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không phù hợp với chức vụ tổng thống. Một cuộc khảo sát do CBS News YouGov thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu không tin rằng ông Biden có sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngay cả trong số các thành viên của Đảng Dân chủ, khoảng 45% tin rằng ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua. Đảng dân chủ hỗn loạn vì hậu quả màn tranh luận của Tổng thống Biden. Bà nghị sĩ của Đảng dân chủ tại Hạ viện Mỹ cho biết, họ bị ngợp bởi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi khi đảng này đang tìm cách giảm bớt hậu quả từ cuộc tranh luận thảm hại của Tổng thống Joe Biden và xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nghị sĩ giấu tên mô tả tâm trạng sốt ruột trong cuộc họp kín của Đảng dân chủ tại Hạ viện, trong đó Tổng thống Biden thừa nhận giai đoạn tiếp theo rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử khi ông phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua. Điện thoại không ngừng đổ chuông, ai cũng nói về điều đó. Một thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện nói trong chương trình The Lead của CNN, nhắc đến các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của ông Biden ngày càng suy giảm và nỗi lo việc ông Biden đại diện cho đảng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua nhằm giúp Đảng Dân chủ giành lại Hạ viện. Một thành viên khác của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết, một trong những câu trả lời của ông Biden trong cuộc tranh luận đối với Donald Trump hôm 27 tháng 6 kết thúc bằng sự im lặng, bối rối và gây thất vọng nghiêm trọng. Huyết áp của tôi tăng vọt, tôi đi sang phòng khác và uống một ly rượu. Thành tích của tổng thống quá tệ ngay từ đầu, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ mình có thể thua cuộc đua của mình, nghị sĩ nói với CNN. Nghị sĩ thứ ba của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết, nhiều người trong đảng tin lời khẳng định của nhà trắng và nhóm hỗ trợ tranh cử rằng tổng thống Biden vẫn khỏe mạnh cho đến khi họ theo dõi cuộc tranh luận. Thành viên đầu tiên cho biết, Đảng Dân chủ đang bị chia rẽ giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Biden và đưa Phó Tổng thống Kamala Harris lên làm ứng cử viên của đảng. Có vẻ như những người có quan hệ với ông Biden đều muốn tiếp tục ủng hộ ông, nghị sĩ nói. Một số nguồn tin cho biết, bà Harris có phải là lựa chọn tốt nhất cho đảng hay không vẫn là một câu hỏi. Đó không phải là vấn đề dễ dàng, thành viên thứ hai nói. Thành viên thứ ba của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết, một số người không nghĩ đến một ứng cử viên hoàn hảo. Tôi chỉ muốn đánh bại ông Trump và tôi không nghĩ Tổng thống Biden có thể làm được điều đó, vị nghị sĩ này nói. Hạ nghị sĩ bang Washington Mary Grusenkamp Perer nói rằng bà tin Tổng thống Biden sẽ thua nhưng không kêu gọi ông bỏ cuộc. Khoảng 50 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận đó, tôi là một trong số họ và đã có khoảng 5 phút vô cùng đau đớn. Tất cả chúng ta đều đã thấy những gì chúng ta đã thấy, bạn không thể xóa bỏ điều đó và sự thật, tôi nghĩ ông Biden sẽ thua ông Trump. Tôi biết điều đó thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ cuộc tranh luận đó đã gây thiệt hại, bà Glusenkamp Perez nói với Cato, một chi nhánh của CNN. Khi được hỏi về những lo ngại của Đảng Dân Chủ, bà Lauren Heath, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết Tổng thống đã nói chuyện riêng với nhiều quan chức trong Quốc hội và các bang chiến trường kể từ sau cuộc tranh luận đó. Hạ nghị sĩ Susan Deben, một thành viên Đảng Dân Chủ ở bang Washington, Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân Chủ, vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ của bà dành cho Tổng thống Biden. Rủi ro mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc bầu cử này cực kỳ cao, điều đó không thay đổi sau tuần trước. Sự lựa chọn vào tháng 11 này rất rõ ràng, Đảng dân chủ muốn quản trị có trách nhiệm so với Đảng Cộng hòa cực đoan bị ám ảnh bởi việc giảm thuế cho các tỷ phú, hạn chế quyền tự do sinh sản và bảo vệ các cuộc tấn công của ông Trump vào nền dân chủ của chúng ta. Các ứng cử viên của chúng tôi là những nhà lãnh đạo đích thực với thành tích đã được chứng minh và tôi vẫn tin rằng Đảng dân chủ sẽ giành lại đa số, bà nói. Tổng thống Ukraine Zelensky muốn ông Donald Trump chia sẻ kế hoạch chấm dứt chiến sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông Donald Trump nên công bố lộ trình kết thúc nhanh chóng chiến sự ở Ukraine nếu ông thực sự có kế hoạch này. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bloomberg hôm 3 tháng 7, Tổng thống Zelensky cảnh báo bất kỳ đề xuất hòa bình nào cũng cần phải tránh xâm phạm chủ quyền của Ukraine. Nếu ông Trump biết cách kết thúc cuộc xung đột này, thì ông ấy nên nói với chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có những rủi ro đối với nền độc lập của Ukraine, nếu chúng tôi mất chủ quyền, thì chúng tôi muốn sẵn sàng cho điều này. Chúng tôi muốn biết, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết, ông có thể sẵn sàng gặp ông Trump để lắng nghe những đề xuất hòa bình. Nhưng họ không thể lên kế hoạch cho cuộc sống của tôi, của người dân và cả con cháu chúng tôi. Tôi muốn biết liệu sau cuộc bầu cử tháng 11, chúng tôi có còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ hay sẽ hoàn toàn đơn độc, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky phủ nhận việc quân đội Nga và Ukraine rơi vào bế tắc trên chiến trường. Ông nói rằng, về mặt nhân sự, quân đội Ukraine đang ở vị thế mạnh so với vài tháng trước, nhưng một chiến dịch mới sẽ yêu cầu các lữ đoàn phải trang bị vũ khí. Trong khi ca ngợi gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua trong năm nay sau 6 tháng chỉ hoãn, ông Zelensky vẫn phàn nàn rằng thiết bị quân sự mất quá nhiều thời gian để đến được tiền tuyến. Đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này giữa quyết định và thực tế. Chúng ta phải chờ đợi rất lâu, ông Zelensky nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.